Xin chào anh Lê. Anh Sa, hai bà con, hai bạn bè Arizona và bà con có thể là Việt Nam, toàn trên đất Mỹ. Xin chào tất cả. Đến ông với studio hát. Hôm nay là anh Evan. Bây giờ chúng ta đang đi vào để gặp thị trưởng của thành phố Litchfield để nói về cái việc của gây hứng cho cộng đồng. Bốn người Chỉ có bốn người thôi. Bốn người vô để mà hôm nay là mình gặp city manager Bill Stevens và mayor Tom Swart. Bill Stevens. Anh thấy Hương có lời gì trước khi vô không? Cảm ơn Alvin. Hôm nay là cộng đồng người Việt quốc gia Arizona phái đoàn mình được có cơ hội gặp ông thị trưởng thành phố Litchfield Park và City Manager. Và trong khoảng một phút nữa, phái đoàn cộng đồng người Việt quốc gia Arizona sẽ có một cuộc họp kín với hai vị này cùng một số người làm trong thành phố này và để mà bàn về cái vụ lợi minh gây hấn trong cộng đồng chúng ta trong những tuần qua. Cảm ơn. Bên chú sản có lời nói gì không? Đây là một cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta giải quyết cái vấn nạn, nghĩa là những người mà ăn cơm của Mỹ và là cái người mà tới đây hưởng tự do mà phản bội lại cái quyền lợi của người Mỹ, những người mà sống nghĩa là nhờ vào đất Mỹ mà có những cái câu tuyên bố xâm phạm tới cái đất nước này, thì chúng ta những người quốc gia ở đây phải kiên quyết với những người thuộc loại đó để cho họ trở về Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản, để họ biết thế nào là tự do dân chủ. Những người đó không xứng đáng sống ở đây. Dạ, cảm ơn chú. Không cái hội đoàn nào hết. Nhưng mà tôi hứa tới nhà anh là tôi sẽ tới liền. Tôi tới liền. Tôi không có sợ. Vì tôi làm đúng nên tôi không có sợ gì hết. Anh là hăm dọa tôi là nói đưa tôi ra tòa. Tôi cầu cho anh đưa tôi ra tòa. Ok. Đưa tôi ra tòa đi, tôi hầu cho. Những người thật ra ở bên đây họ làm. Hắn dọa mình nói là sẽ đưa mình ra tòa. Thật ra những cái video clip của hắn, của anh ta đã đủ để mà nhục mạ người Việt mình á, là cũng có thể mình thưa kiện ngược lại đó chứ. Tại vì cái đó là sỉ báng và nhục mạ. 13 cái clip của hắn á, toàn là hăm dọa và nói phỉ bán đầu cộng đồng và trà đạp cái đất cái Mỹ đó là mình không có còn thể cái gì thưa mấy cái này nè chứ cũng là mình có bằng chứng tụi tôi tới nhà ôm hòa đàng hoàng mời bấm chuông, nếu anh có nhà anh mời tụi tôi vô nhà nói chuyện đàng hoàng. Tôi có quyền bấm chuông để mà nói chuyện. Tôi không đem một vũ khí nào, tôi không có một hành động nào mà gọi là gây khó dễ, thì tại sao tôi phải sợ? Tôi làm đúng, tôi không sợ ai hết. Tôi sợ anh đó, anh làm những cái chuyện sai anh không dám gặp tụi tôi. Tại sao tới anh không mở cửa cho tôi đi? Mở cửa cho tôi đón mình vô đây nói chuyện một cách đàng hoàng đi. Mà lại cứ đứng cái này cái bờ hồ này live stream lên nói tào lao. Này đứng cái chỗ xó đường kia nói tầm bậy. Nói tào lao không có ra cái hồn gì hết. Ngon nè, bữa nay Lôi Minh nè, mình nhắn có ai mà
con có Facebook của Lợi Minh. Tiếng Việt là Lợi Minh. À, Lợi Minh á. Nhưng mà giờ mình kêu nó Lợi. Ngay giờ này nè, Lợi đây. Lợi Minh. Lợi Minh Lợi đây. Mình tôi cộng đồng tôi sẽ tiếp liền. Ông nào đang lên nè. Đây anh Tuấn. Anh Tuấn có vài lời gì không Tuấn? À, thì mình đến đây để ủng hộ cộng đồng người Việt mình. À, nói lên những lời những cái sự thật của nước Mỹ thôi. Còn Lợi Minh thì nó đi biêu xấu nước Mỹ quá. Thành ra những lời nó nói là sai sự thật đó. Nó thách thức cộng đồng nhiều quá. Rồi có những lời đe dọa, hăm dọa rồi này kia, thành ra phải cộng đồng phải cần làm ra. Cho nên ngay trong mấy ngày nay có những cái clip gì về sao mà khi sau khi Lợi Minh nó lên tiếng ở đây thì có một đám ở bên Việt Nam nó ủng hộ Lợi Minh và tiếp tục lên tiếng và thì cái đó là tụi nó có connection với nhau mà tụi nó cộng sản nó có liên kết với nhau để mà đánh phá. Không phải lợi dụng đâu, nghĩ là tụi nó có thể là tụi nó có tổ chức phải không, có tổ chức liên kết với nhau. À, nó có tổ chức đứng sau chứ không phải là nó ấy. Thành ra cộng đồng phải làm mạnh lên, không những ở Arizona mà trên toàn nước Mỹ phải tham gia để làm cho nó ra lẽ phải không. Ôn hòa qua mới mình dùng đất. Bây giờ mình là quê hương thứ hai nhưng mà thật ra hôm nay cô đến đây cho thấy cô thấy như thế. Đây anh Long. Anh Long một trong ba anh em đã từ nhà Lợi Minh mấy tuần trước. Anh Long có dài đời gì không anh Long? Thì cũng không có nói nhiều về thành phần của này rồi, ai cũng biết hết rồi. Thì anh em ở đây thì nói chung là sống ở đất nước Mỹ mà thấy một cái sỉ nhục của Lợi Minh thì nó quá đáng. Thì ai cũng có bức xúc trong cái cuộc đời sống ở Mỹ thì nói chung ra về những người sống ở Mỹ và những người làm ở đất nước Mỹ thì cũng bức xúc. Còn những anh em cộng đồng về Cộng Hòa thì người ta đã bỏ ra đi thì nơi đây biết tay này là không có làm gì được hết. Nhưng mà cái sự bức xúc của mọi người đều là tại vì thành phần này ở đất nước Mỹ mà nó đã sinh sống ở Mỹ mà nó lại ăn bám Mỹ mà nó làm những cái thái độ mà sỉ nhục ở đất nước Mỹ mà sự láo tét của nó thì ai cũng ghét. Thì nói chung với những người trẻ và lớn nào cũng nghe cái câu mà nó xưng hô và những cái xưng hô của cái thái độ của nó thì ai cũng ghét. Nhưng mà bây giờ là luật pháp trừng trị nó thì chúng tôi cũng im để luật pháp trừng trị tai này thôi. Thì nói chung nó như vậy. Thì cũng cảm ơn mọi người để tham cái YouTube này để tham khảo về cái thành phần của tai này. Thì nó cũng lên nhiều mạng mà nó nói rất là nhiều. Nó nhưng mà cái ngày qua đó. Mà rất nó là nó thách thức. Rất là không biết tôi nghĩ anh ta tại vì phải xử cái chế độ giống như là cộng sản thì nó mới sợ thôi. Theo lực của cái cộng sản thì nó mới sợ rừng á. Chứ bây giờ chứ mà nó chơi theo lực mà của chính phủ Mỹ này thì nó không sợ. Nó là hăm dọa không à. Vậy là anh muốn chơi lực rừng thôi chứ anh có muốn chơi thì nói sẵn ra thằng này là không có đáng cái đáng để vô cái tầm mà mắt nhìn không tầm mắt nhìn được. Tầm mắt nhìn thằng này. Nhưng mà nếu mà nó khiêu khích như vậy với lại nó cuồng điên cuồng như vậy có khi nào ngày nào đó nó nhưng mà nó không có bất ổn thì thật sự bất ổn nó rồi, nó lucky đừng gặp đến anh em ở đây thôi. Sự bất ổn của nó thì giờ nó sống trong hồi hộp, nó hăm dọa, nó có súng có đồ, nhưng mà có nhiều cái mà mình không thể nói ra trên mạng được. Em có nói trên đây á, nếu anh thích thì anh cứ tới đây. Không, đó trong cái cần cộng đồng mà nói với chứ anh đừng có chửi tụi mày bả. Thằng này nó trong nhà nó kín đáo rồi, nó sủa nhà nó sủa thôi chứ trong sủa ra nó đâu có làm không. Mình ra ánh sáng đi, nếu mình nói là nhưng mà lỡ một ngày nào đó nó xách súng ra mà những cái event cái đó đó mà hay đó rồi nó suýt bậy hoặc là cái gì đó đi, cái đó là nó safety.
cái tổ cha nếu mà nói về cái một tổ chức của nó không giờ dám ra cầm súng, nó chỉ ra khỏi cửa một một cái cơ một nơi nào thôi là nó đủ mệt rồi, gọi cần mà nó kể cầm súng đến cái cơ trong đó. Tại vì nó không dám tuyên bố là nó giải phóng nước Mỹ mà. Nó đi dọ dọ người nơi. Ta nghe chỉ cười thôi chứ, nhưng mà cái nhưng mà nó cũng càng này là rất cả anh mà anh còn không dám đi chợ ra uống cà phê thì thôi chứ rất nó sợ, rất nó sợ, nó phe những ai? Những khẩu súng nó có AK à. Tụi tôi nè vô tư đi chơi đi bời đi sinh hoạt thoải mái vô tư tự mình không có làm gì sai. Còn anh Lôi Minh anh nói anh đúng, tại sao anh cái chúng chui chúng nhủi anh ở trong tối không vậy? Xin mời anh please ra khỏi outside đi, rồi anh đi chợ đi, rồi anh đi uống cà phê đi, ví dụ anh chơi vũ trường đi, ví dụ gì đó, rồi tôi mới ngươi mới đồng ý hãy à? Vô anh là lao kìa đó, mỗi chủ nhật này là... mời bia luôn, mời bia cho uống luôn, anh Vĩ mời bia cho uống luôn, đây đích mời bia uống luôn, bao từ A tới Z. Lôi Minh dám hẹn mình không? Hẹn mình sẽ ra liền. Mời bia cho uống luôn. Các bạn cứ xe rộng ra. Đây Rít nói là làm. Rít nói một lời giữ một lời. Nếu mà anh ra ngoài chơi, tôi hẹn anh. Nếu ai đụng tới anh, là tôi chịu trách nhiệm. Tôi mời bia anh uống luôn. Tôi bao anh hết qua đêm luôn. Để mà nói chuyện với anh. Anh dám đi không? Nếu anh là đi là tôi mới nói anh là một con người đúng đắn. Còn anh ở trong tối mà anh cái sủa hồi, hăm dọa hồi. Người ta đâu có sợ anh đâu. Trời anh nghĩ anh sao một mình anh trên đất này mà anh không sợ tôi, không có tôi phải sợ anh. Tôi làm đúng mà tôi phải sợ. Nói thì là này chỉ là một sâu bỏ thôi. Chú có lời gì không chú? Chú hả? Dạ. Chú thấy nó là giờ chú gửi cái message cho nó đi về Việt Nam sống mẹ cho rồi đi. Ở đây làm gì? Hồi xưa đó trong cái chế độ có Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó, những cái thành phần ta gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đó, còn cái thằng này là thằng này nó ăn tiền thuế của mình, mà tiền thuế của mình đóng mà nó ăn mới qua thì nó phải hưởng, nó phải hưởng như vậy, nó phải nghe nói cái tay Lê Minh này á, Lê Minh này là có cái một cái quen một người là đang cộng tác vườn cà phê ở bên Việt Nam, đang cộng tác vườn cà phê Việt Nam, tôi cũng có người theo dõi để điều tra lý lịch thằng này ở Việt Nam rồi. Thằng này có là cái vườn cà phê, công ty cà phê trồng ở bên Việt Nam. Mấy đứa em bên đó cũng có thông kiếm thằng này về cái cơ, nếu mà có cơ sở cái công ty cà phê bên đó đó, nó đang ông mà lên mình. Nhưng mà nói chung ra bây giờ luật pháp làm đối với Lê Minh thôi, chứ mà một ngày nào đó cái sự anh em mình gặp nhau thì đón tiếp với nhau khác hẳn nhau cơ. Bữa nay là ngày luật pháp, chứ còn cái ngày mà đón tiếp với nó ở bên ngoài thì là đón tiếp nó khác nhau. Dạ, bác trai bác có cái lời nói cái ý kiến gì không bác trai? Tôi là những người mà ở đất nước Mỹ này, khi mà đã ở đây mình là người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ, gốc Việt phải không? Thì mình phải bảo vệ cho cái đất nước này, chứ không thể là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản được, đúng không? Dạ, yeah, cái này ăn cơm Mỹ bác. Ăn cơm của Mỹ, tụi tôi đi làm đóng thuế mà, các cháu cũng vậy thôi. Tôi sang đây tôi lớn rồi nhưng mà tôi cũng phải đi làm. Và đóng thuế rồi để cho mấy anh cha nó ăn xong rồi nó đi chửi mình đâu có được. Nghĩa là yêu cầu của nó về Việt Nam cho nó ở thôi. Yeah. Nghe chỉ có bấy nhiêu tôi, ý kiến của tôi là như vậy. Tôi là người, một quân nhân chuyên nghiệp ngày xưa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà. Cho nên là nghĩa là những cái thành phần này á thì phải yêu cầu chính phủ Mỹ trục xuất về Việt Nam cho nó sống thôi. Yeah. Nó ở đây nó phá hoại cộng đồng Việt Nam là không có được. Mình là tị nạn cộng sản, hai chữ cộng sản là tôi sợ lắm rồi. Yeah. Nói thật. Cho nên những lời nó nói ra là cứ nghĩ là kích động và kiểu như là làm tổn thương tới không những là cộng đồng và tất cả những người mà có đi qua đây về chính trị nói tóm lại là nó làm như vậy nó xúc phạm đến cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới chứ không phải riêng nước Mỹ. Thằng này nó đưa lên vô thoát mà phải không? Dạ đúng. Thì nó đưa lên vậy là nó phản lại tất cả những người Việt Nam tị nạn cộng sản, hai chữ tị nạn cộng sản là chúng tôi không chấp nhận là cái đám mà nó ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này. Dạ đó.
nghe rồi. Vậy không biết nó qua đây bằng cái diện gì bác ha? À, nó vượt biên. Okay. Vượt biên. Có vậy người... là nó cũng phải năm 78. Không sống được với chế độ cộng sản thì nó mới được vượt biên qua đây chứ. Thì nó vừa nó nói cả đời nó là ở miền Tây là nó bố gia đình nó là cộng sản không mà. Vậy cho nó qua đây chi vậy? Thì vượt biên. Lúc mà nó đi nó sang đây còn trẻ. Yeah. Phải không? Người miền Nam là lúc bây giờ là đi chỉ vượt biên nhưng mà sang đây giờ nó làm ăn nó có tiền hoặc là nó ăn bây giờ nó lại chở ra cờ nó chống lại mình đâu có được. Phải không? Cho nên là phải yêu cầu chính phủ Mỹ phải trục xuất nó về Việt Nam cho nó ở. Còn nếu mà nó ngon đến đối đáp với tụi cộng đồng đi. Yeah. Phải không? Yeah. Mà nó chơi nó. Cảm ơn bác. Vâng. Một lần nữa tôi cũng yêu cầu nhất là kêu gọi tất cả đồng bào ở tiểu bang Arizona cũng như trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới hãy điểm mặt tên này và những tên cộng sản nằm vùng và hãy lôi cổ những cái tên này trước coi như là tòa án để mà đưa nó trở về coi cái nước cộng sản của nó. Vâng, cảm ơn tất cả coi như quý đồng bào cũng như đài SBTN đã cho tôi gặp ngày hôm nay. Thì em đi có thể em ngày hôm nay em tính nước rồi. Xin chào nên anh sa hai bà con hai bạn bè Arizona và bà con có thể là Việt Nam toàn trên đất Mỹ xin chào tất cả đến ông với studio hát này là anh Evan. Bây giờ chúng ta đang đi vào để gặp thị trưởng của thành phố Litchfield để nói về cái việc của gây hứng cho cộng đồng người bốn người You're very helpful. Yes, so you have four. We have four. This is Mr. Andrew Nguyen. And I'm at And this is Dr. Sang Nguyen. Nice to meet you. Nice to meet you. I can tell by the voice. And I see your lovely flowers. This is my office. You have lovely flowers. Have a seat and I'll let the mayor know you're here. Okay. Thank you. Hai trẻ đứng già ngồi. Đúng rồi, hơi bắt chỉ có bốn người thôi. Bốn người vô để mà hôm nay là mình hôm nay mình gặp city manager Bill Stevens và mayor Tom Swart. Bill Stevens. Anh thấy Hương có lời gì trước khi vô không? Cảm ơn Alvin. Hôm nay là cộng đồng người Việt quốc gia Arizona phái đoàn mình được có cơ hội gặp ông thị trưởng thành phố Litchfield Park và City Manager. Và trong khoảng một phút nữa, phái đoàn cộng đồng người Việt quốc gia Arizona sẽ có một cuộc họp kín với hai vị này cùng một số người làm trong thành phố này và để mà bàn về cái vụ lợi minh gây hấn trong cộng đồng chúng ta trong những tuần qua. Cảm ơn. Bên chú sản có lời nói gì không? Đây là một cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta giải quyết cái vấn nạn, nghĩa là những người mà ăn cơm của Mỹ và là cái người mà tới đây hưởng tự do mà phản bội lại cái quyền lợi của người Mỹ, những người mà sống này kia, thành ra phải cộng đồng phải cần làm ra. Cho nên ngay đây, trong mấy ngày nay có những cái clip tôi nghĩ về sao mà khi sau khi Lợi Minh nó lên tiếng ở đây thì có một đám ở bên Việt Nam nó ủng hộ Lợi Minh và tiếp tục lên tiếng và minh vực thì cái đó là tụi nó có connection với nhau mà tụi nó cộng sản nó có liên kết với nhau để mà nó đánh phá. Không phải lợi dụng đâu, nghĩ là tụi nó có thể là tụi nó có tổ chức phải không? Có tổ chức liên kết nhau. Có tổ chức đứng sau. Chứ không phải là nó ấy. Thành ra
cộng đồng phải làm mạnh lên, không những ở Arizona mà trên toàn nước Mỹ. Đấy. Phải tham gia để làm cho nó ra lẽ, phải không? Ôn hòa qua mới dùng đất. Bây giờ mình là quê hương thứ hai, nhưng mà thật ra hôm nay có đến đây cho thấy cô thấy như thế. Đây anh Long. Anh Long một trong ba anh em đã đến nhà Lợi Minh mấy tuần trước. Anh Long có cái dài đời gì không Long? Thì cũng không có nói nhiều về thành phần của này rồi, ai cũng biết hết rồi. Thì anh em ở đây thì nói chung là sống ở đất nước Mỹ mà thấy một cái sỉ nhục của Lôi Minh thì nó quá đáng. Thì ai cũng có bức xúc trong cái cuộc đời sống ở Mỹ thì nói chung ra về những người sống ở Mỹ và những người làm ở đất nước Mỹ thì cũng bức xúc. Còn những anh em cộng đồng về Cộng Hòa thì người ta đã bỏ ra đi, thì nơi đây biết tay này là không có làm gì được hết. Nhưng mà cái sự bức xúc của mọi người đều là tại vì thành phần này ở đất nước Mỹ mà nó đã sinh sống ở Mỹ mà nó lại ăn bám Mỹ mà nó làm những cái thái độ mà sỉ nhục ở đất nước Mỹ, mà sự láo tét của nó thì ai cũng ghét. Thì nói chung với những người trẻ và lớn nào cũng nghe cái câu mà nó xưng hô, và những cái xưng hô của cái thái độ của nó thì ai cũng ghét. Nhưng mà bây giờ là luật pháp trừng trị nó thì chúng tôi cũng im để luật pháp trừng trị tai này thôi. Thì nói chung nó như vậy. Thì cũng cảm ơn mọi người để tham cái YouTube này, để tham khảo về cái thành phần của tai này. Thì nó cũng lên nhiều mạng mà nó nói rất là nhiều. Nó nhưng mà cái ngày qua đó. Mà rất nó là nó thách thức. Rất là không biết tôi nghĩ anh ta. Tại vì phải xử cái chế độ giống như là cộng sản thì nó mới sợ thôi. Theo lực lực của cái cộng sản thì nó mới sợ thôi. Rừng á. Giờ bây giờ chứ mà nó chơi theo lực mà của chính phủ Mỹ này thì nó không sợ. Nó là hăm dọa không à. Vậy là anh muốn chơi lực rừng thôi chứ anh không muốn chơi lực. Thì nói sẵn ra thằng này là không có đáng cái đáng để vô cái tầm mà mắt nhìn. Không tầm mắt nhìn được. Tầm mắt nhìn thằng này. Nhưng mà nếu mà nó khiêu khích như vậy, với lại nó cuồng điên cuồng như vậy, có khi nào ngày nào đó nó nhưng mà nó không có bất ổn thì thật sự bất ổn nó rồi. Nó lucky đừng gặp đến anh em ở đây thôi. Sự bất ổn của nó. Bây giờ nó sống trong hồi hộp, nó hăm dọa, nó có súng, có đồ. Nhưng mà có nhiều cái mà mình không thể nói ra trên mạng được. Em có nói trên đây á, em nói nếu anh thích thì anh cứ tới đây. Không, đó trong cái cộng đồng mà. Đói chứ anh đừng có chửi tụi mày bả. Thằng này nó trong nhà nó kín đáo rồi, nó sủa nhà nó sủa thôi chứ. Trong sủa ra. Nó đâu có làm. Không, mình ra ánh sáng đi. Nếu mình nói là nhưng mà lỡ một ngày nào đó nó xóa súng ra mà những cái event cái đó đó mà rồi, hay đó rồi nó suýt bậy hoặc là cái gì đó đi, cái đó là cái safety cái tổ cha ta, nếu mà nói về cái một tổ chức của nó không giờ dám ra cầm súng. Nó chỉ ra khỏi cửa một nơi nào thôi là nó đủ mệt rồi, gọi cần mà nó kể cầm súng đến cái cộng đồng. Tại vì nó cũng dám tuyên bố là nó giải phóng nước Mỹ mà. Nó đi dọa bậy người ta nghe chỉ cười thôi chứ, nhưng mà nó cũng thằng này là rất cả anh mà anh còn không dám đi chợ ra uống cà phê thì thôi chứ rất nó sợ ai. Rất nó sợ, nó khoe những khẩu súng nó có AK à. Tụi tôi nè, vô tư đi chơi, đi bời, đi sinh hoạt thoải mái, vô tư tự mình không có làm gì sai. Còn anh Lôi Minh, anh nói anh đúng, tại sao anh cái chúng chui chúng nhủi anh ở trong tối không vậy? Xin mời anh please ra khỏi outside đi, rồi anh đi chợ đi, rồi anh đi uống cà phê đi, ví dụ anh chơi vũ trường đi, ví dụ đó, rồi tôi mới đồng ý. Hãy vô anh là lao kìa đó, mỗi chủ nhật mời bia luôn, mời bia cho uống luôn, anh Mỹ mời bia cho uống luôn, đây đích mời bia uống luôn, bao từ A tới Z. Lôi Minh dám hẹn mình không? Hẹn mình sẽ ra liền. Mời bia cho uống luôn. Các bạn cứ xe động ra. Đây đích nói là làm, mời đích nói một lời giữ một lời. Nếu mà anh ra ngoài chơi, tôi hẹn anh. Nếu ai đụng tới anh là tôi chịu trách nhiệm. Tôi mời bia anh uống luôn, tôi bao anh. Nghĩa là nhờ vào đất Mỹ mà có những cái câu tuyên bố xâm phạm tới cái đất nước này thì
chúng ta, những người quốc gia ở đây phải cương quyết với những người thuộc loại đó để cho họ trở về Việt Nam sống với chế độ cộng sản, để họ biết thế nào là tự do dân chủ. Những người đó không xứng đáng sống ở đây. Dạ, cảm ơn chú. Không cái hội đoàn nào hết. Nhưng mà tôi hứa tới nhà anh là tôi sẽ tới liền. Tôi tới liền. Tôi không có sợ. Vì tôi làm đúng nên tôi không có sợ gì hết. Anh là hăm dọa tôi là nói đưa tôi ra tòa. Tôi cầu cho anh đưa tôi ra tòa. Ok. Đưa tôi ra tòa đi, tôi hầu cho. Những người thật ra ở bên này họ làm. Hắn dọa mình nói là sẽ đưa mình ra tòa. Thật ra những cái video clip của hắn, của anh ta đã đủ để mà nhục mạ người Việt mình á, là cũng có thể mình thư kiện ngược lại đó chứ. Tại vì cái đó là sỉ bán và nhục mạ. 13 cái clip của hắn á, toàn là hăm dọa và nói phỉ bán đầu cộng đồng và trà đạp cái đất cái Mỹ. Đó là mình không có thể cái đưa mấy cái này nè, chứng là mình có bằng chứng. Tôi tới nhà ôm hòa đàng hoàng, mời bấm chuông, nếu anh có nhà anh mời tụi tôi vô nhà nói chuyện đàng hoàng. Tôi có quyền bấm chuông để mà nói. Tôi không đem một vũ khí nào, tôi không có một hành động nào mà gọi là gây khó dễ. Thì tại sao tôi phải sợ? Tôi làm đúng, tôi không sợ ai hết. Tôi sợ anh đó, anh làm những cái chuyện sai, anh không dám gặp tụi tôi. Tại sao tới anh không mở cửa cho tôi đi? Mà mở cửa tôi đón anh vô đi, nói chuyện một cách đàng hoàng đi. Mà lại đứng cái này, cái bờ hồ này live stream lên nói tào lao. Này đứng cái chỗ xó đường kia nói tầm bậy. Nói tào lao không có ra cái hồn gì hết. Ngon nè, bữa nay Lôi Minh nè. Mình nhắn có ai mà có Facebook của Lôi Minh. Tiếng Việt là Lợi Minh. Lợi Minh á. Nhưng mà giờ mình kêu nó lợi. Ngay giờ này nè, Lợi đây, Lòi Minh. Lôi Minh Lợi đây. Mình tôi cộng đồng tôi sẽ tiếp đi. Ông nào đang lên nè. Đây anh Tuấn. Anh Tuấn có vài lời gì không Tuấn? Thì mình đến đây để ủng hộ cộng đồng người Việt mình, nói lên những lời, những cái sự thật của nước Mỹ thôi. Còn Lôi Minh thì nó đi biêu xấu nước Mỹ quá. Thành ra những lời nó nói là sai sự thật phải không? Rồi nó thách thức cộng đồng nhiều quá. Rồi có những lời đe dọa, hăm dọa rồi. Hết qua đêm luôn. Để mà nói chuyện với anh dám đi không? Nếu anh là đi là tôi mới nói anh là một con người đúng đắn. Còn anh ở trong tối mà anh cái sủa hồi, hăm dọa hồi. Người ta đâu có sợ anh đâu. Hỏi anh nghĩ anh sao một mình anh trên đất này mà anh không sợ tôi, không có, tôi phải sợ anh. Tôi làm đúng mà tôi phải sợ. Nói thì là ngày chỉ là sâu bỏ thôi. Chú có lời gì không chú? Chú hả? Dạ. Chú thấy nó là giờ chú gửi cái message cho nó đi về Việt Nam sống mẹ cho rồi đi. Ở đây làm gì? Hồi xưa đó, trong cái chế độ có Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó, những cái thành phần ta gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đó. Còn cái thằng này là thằng này nó ăn tiền thuế của mình. Mà tiền thuế của mình đóng mà nó ăn mới qua thì nó phải hưởng. Nó phải hưởng như vậy. Nó phải nghe nói cái tay Lê Minh này á, Lê Minh này là có cái một cái quen một người là đang cộng tác vườn cà phê ở bên Việt Nam. Đang cộng tác vườn cà phê Việt Nam. Tôi cũng có người theo dõi để điều tra lý lịch thằng này ở Việt Nam rồi. Thằng này có là cái vườn cà phê, công ty cà phê trồng ở bên Việt Nam. Mấy đứa em bên đó cũng có thông kiếm thằng này về cái cơ. Nếu mà có cơ sở cái công ty cà phê bên đó đó, nó đang ông mà Lê Minh. Nhưng mà nói chung ra bây giờ luật pháp làm đối với Lê Minh thôi, chứ mà một ngày nào đó cái sự anh em mình gặp nhau thì đón tiếp với nhau khác hẳn nhau cơ. Bữa nay là ngày luật pháp, chứ còn cái ngày mà đón tiếp với nó ở bên ngoài thì là đón tiếp nó khác nhau. Dạ bác trai, bác có cái lời nói, cái ý kiến gì không bác trai? Tôi là những người mà ở đất nước Mỹ này, khi mà đã ở đây mình là người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ, gốc Việt phải không, thì mình phải bảo vệ cho cái đất nước này, chứ không thể là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản được, đúng không? Dạ, cái này ăn cơm Mỹ bác. Ăn cơm của Mỹ, tụi tôi đi làm đóng thuế mà, các cháu cũng vậy thôi. Tôi sang đây tôi lớn rồi nhưng mà tôi cũng phải đi làm.
và đóng thuế rồi để cho mấy anh cha nó ăn xong rồi nó đi chửi mình đâu có được. Nghĩa là yêu cầu đuổi nó về Việt Nam cho nó ở thôi. Nghe chỉ có bấy nhiêu thôi, ý kiến của tôi là như vậy. Tôi là người, một quân nhân chuyên nghiệp ngày xưa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà. Cho nên là, nghĩa là những cái thành phần này á, thì phải nghe, yêu cầu chính phủ Mỹ trục xuất về Việt Nam cho nó sống thôi. Nó ở đây, nó phá hoại cộng đồng Việt Nam là không có